Xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi kênh của bên Audio. Hôm nay thì em lên cho các một con concert và nói là hết sức là thú vị. Vừa làm concert mà lại vừa làm giải mã qua đường phone vô tư. Nhưng mà nói chung thì con em bán concert là chính rồi. Về cho các bác nghe nhạc cho nó phê nhá. Đấy, hình thức đẹp, độc lạ. Nghe nhạc rất hay các bạn. Đây là một con sáp các bác nhé. Đấy, với công suất được trang bị trên máy là 50. Các bác có thể là nghe được cả đài FM 108 này. Đấy, bắt FM ở đây, kẹp dây ở đây, bắt FM 108 rồi. Đấy, kết nối với điện thoại đây. Đấy. Kết nối với TV, kết nối điện thoại. Vâng. Bác nào mà thích nghe kết nối loa thì ghép loa 6 một cho em. Quá tuyệt vời. Sáp. Con này có cả CD đấy, nhưng mà tại CD thì cơ nó hơi lệch lạc nên em thử thì mắt cũng chả đọc đâu. Đấy thì em báo luôn như vậy, MD như vậy thì con này bán chủ yếu để các bác kết nối với cả smartphone là chính, smartphone là máy tính. Đấy thì giá của con này thì bình thường của nó là 800, hơn 800, 850, 900. Nhưng mà thôi con này hôm nay em xả luôn nó nhanh nhá. Nhưng em đang vẫn kho thì em xả luôn cho các bác cho nhanh. Thôi tính các bác 680. Thôi tính các bác 600. Nhanh đỡ 680 lẻ loi 600 cho nó nhanh nhá. Đấy thì anh em bác nào mà chốt thì alo luôn cho em. Đây có các chế độ hiển thị sát chạy rồi. Em mở tiếng nhạc các bác nghe thử luôn này. Đây là nghe điện thoại các bác nhá. Hay lắm, nghe nhạc phê lắm.
Nghe những cái nhạc kiểu như này nó rất là sướng các bạn, kể cả nhạc Goro, nhạc trẻ, nói chung mình nghĩ là với con này thì nó cân tất cả được các thể loại nhạc luôn, bởi vì nó là đa di năng mà nghe nhạc rất hay luôn đấy. Vâng đấy, giá có 600 nghìn em thật có quá rẻ luôn đấy, thì bác làm một chốt thì nhìn theo ngay cho em nhá, qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Đây, còn đây là kết nối với đường quang này. Đấy, digital dưới đường quang. Thì lúc này các bác chỉ cần mở cái tivi cho mình lên nhá. Mở cái tivi cho mình lên, thế là chuyển về chế độ digital là nó sẽ có nhạc thôi. Đấy. Đây là nhạc từ tivi các bác này. Âm thanh rất là chi tiết luôn. Cái đường điện thoại coi nhá, à đường quang. Đấy thì mọi thông tin liên hệ ngân hàng gọi trực tiếp cho em nhá. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.